Khi nào mà anh chị em giao lại cái của thừa kế cho người khác, anh em biết không? Chỉ khi con mình nó đủ cái tuổi trưởng thành. Xin Chúa cho anh chị em nhớ được đó. Như vậy thì khi mà Chúa kêu gọi tôi và anh chị em hãy đồng chịu khổ, hãy cùng chịu khổ như một người lính với người lãnh đạo của mình á, thì cái nỗi khổ thứ nhất là nỗi khổ của người lính. Bây giờ mình đi xem tiếp theo, cái nỗi khổ thứ hai là nỗi khổ của vận động viên. Một vận động viên mà khổ là cái khổ này là phải tranh tài đúng luật thì mới đoạt được giải thưởng. Thì trong mỗi một cuộc thi đó anh chị em, dù là chạy nước rút hay là chạy đường trường, thì đều có cái quy định về cái khoảng cách, về cái thời gian và cái đích đến. Và cái người mà vi phạm cái luật chơi thì sao? Bị loại khỏi cuộc đua thôi. Cho nên là chơi là phải đúng luật. Nhiều khi mình chơi mình nói gì? Ôi sao ông chơi không gì, không theo luật gì vậy? Nói sao chứ không chơi lắm luật gì? Tôi có luật chứ hỏi luật gì? Lâm nghiệp. Biết lâm nghiệp gì không? Luật rừng. Con giáo sĩ kia ông vô Việt Nam, cái ông nói, tôi nói thiệt với mấy ông, với mấy ở nước tôi hen, đèn xanh là mình đi, đèn vàng á là mình chậm chậm, chuẩn bị dừng, đèn đỏ dừng hẳn. À sao tôi thấy mấy ông không theo luật gì cao trọng vậy? Ở nước tôi hen, đi á là phải qua mặt. Ủa thì không cho mình qua mặt, không cho mình vượt mặt thì mình vượt trái. Việt Nam vậy. À, cái ông Việt Nam nói, ông nói sao cho bên tôi có luật à? Nó luật gì đâu, luật tôi thấy đi tứ tung hay mà ông nè. Không phải, ông vậy là ông không hiểu cái luật của nước tôi rồi. Luật nước tôi biết sao không? Họ hay sao? Là chỗ nào trống đi thôi. Tức là anh em lên thành phố đây, chỗ nào trống rồi đi, họ không có nói bên phải hay bên trái gì đâu. Trong thuộc linh không có vậy. Anh chị em nghe cái từ việt vị không? Anh chị em có nghe cái từ việt vị chưa? Đó là trong bóng đá đó. Phạm luật loại. Tôi đọc Côrintô thứ nhất chương 9 24 đến 27. Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc thi chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy nhưng chỉ một người được hưởng sao? Vậy anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng? Không phải là chạy hay không chạy, mà chạy như nào đó để được phần thưởng. Nhiều khi tôi và anh em thấy lúc nào cũng lăn xăng líu xíu, lúc nào cũng thấy bận rộn, mà cái quan trọng là mình chạy để được thưởng hay không. Hết thảy những người đua tranh tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được máu triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được máu triều thiên không hay hư nát. Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió, xong tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Ai rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chặt. Tôi và anh chị em hiểu câu này quá đúng không? Mình dạy người ta ngon lành, dạy người ta dễ. Nhưng mà anh em hãy nhớ lại lúc sáng mà chúng ta học cái phần mà cái người có tài dạy dỗ người khác á, là sao? Làm gương á. Làm sao mà một người đi dạy người khác mà bị bỏ lại? Anh chị em tưởng tượng, làm sao một người đi dạy người khác mà bị loại? Mấy ông Pharisee đó dạy người ta nhưng mà mình không làm. Nhiều người trong chúng ta dễ lắm là rơi vào cảnh này anh chị em. Mà đặc biệt là khi anh em đứng trong chức vụ, anh em hết sức cẩn thận giùm tôi điểm này. Là nhiều khi mình có cái suy nghĩ vô cùng tai hại, là mình nghĩ là chắc là cái mạng lệnh này hay là cái câu kinh thánh này là dành cho ai đó miễn mình ra. Tức là cái câu đó chỉ có áp dụng cho ai đó thôi, chứ còn riêng mình thì sao? Mình cứ nghĩ là dường như là mình là thuộc cái thành phần mà miễn không phải thi hành cái đó. Tôi nhớ cái năm đó, lúc đó tụi tôi còn mới chập chững chưa biết gì hết. Lúc đó chúng tôi còn ở bên Nga đó, thì tới cái giờ dân hiến thì tất thải đều dân hiến, nhưng mà tới cái ông mục sư thì ông không có dân hiến. Cái phần 10 á,
Sau này tôi có trà xét suy gẫm lời Chúa, tôi nhận ra cái chỗ đó. Kinh Thánh cũng dạy rất là rõ ràng là mấy ông Lê Vi á, mấy ông Tế Lễ đó, ông nhận cái phần 10 nhưng mà ông phải trích một phần 10 của cái số đó, là ông phải nộp phần 10. Ông không có được miễn, không được miễn anh chị em. Cho nên hãy cẩn thận nha. Cái mạng lệnh của Chúa là cho tất cả mọi người tin thờ Chúa, không có miễn trừ ai hết. Đừng có bao giờ nghĩ ha, không, tôi một sư lớn mà, tôi một sư trưởng mà, không nè. Ấy kiểu mà tay to mặt bự vậy, không lấy đi làm chuyện đó nè. Làm luôn. Chúa không có miễn ai hết. Cho nên phải chơi là phải sao anh chị em? Đúng luật. Cái lý do chúng ta bị lừa cho đó là nhiều khi mình nghĩ là chắc mình là thuộc cái thành phần được miễn, cho nên mình cứ phạm vô tư. Mà nếu tôi và anh chị em là cái người hầu việc Chúa, mình là người biết lời Chúa, mà mình phạm thì sao? Hình phạt sẽ là nghiêm hơn hay nhẹ hơn, hay ngang nhau? Nặng hơn. Nặng hơn anh chị em, nặng hơn. Ở đây nói gì? Vi phạm luật chơi là làm sao? Loại khỏi cuộc đua. Kinh Thánh nói rằng có những cái tội đến nỗi chết. Cái loại đó chú biểu đừng có cầu nguyện. Cái tội đến nỗi chết không phải là mất cái sự cứu rỗi đâu anh chị em. Cái tội đến nỗi chết là nó thuộc cái nhóm mà giống như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 á, cái phạm tội luận luân á. Chú phó thân xác người đó cho quỷ Satan, nhưng mà linh hồn người đó được cứu. Nói cách khác là gì? Chết trước kỳ á. Anh em hiểu chết trước kỳ không? Tức là thí dụ như chú cho người đó là 70 tuổi đi, nhưng vì họ đó phạm luật, thí dụ á, cắt ngắn. Nhiều khi tôi và anh chị em không có nhận thức được cái chuyện này. Nhiều khi tôi và anh chị em là biết là mình là cái người là được Chúa chọn để tham gia cái cuộc đua, nhưng mà mình không biết một chuyện, hay là mình không ý thức được một chuyện là mình phải rèn tập để đáp ứng được cái tiêu chuẩn của cái cuộc đua đó. Và không chỉ là chỉ tham gia, mà bằng là để tôi và anh chị em đạt được kết quả, tức là giành được giải thưởng. Anh chị em biết là cái thi mà thí dụ như nâng cử tạ hay này kia khác nọ là cân nặng bao nhiêu là họ quy định rất là nghiêm ngặt. Dư một chút xíu thôi, dư nửa ký lô thôi là cũng bị loại. Nhiều khi tôi và anh chị em không có ý thức được chuyện đó. Có một cái câu Kinh Thánh mà tôi rất là thích ở trong Nhã Ca chương 1 câu 9 anh chị em. Hỡi bạn tình ta, ta sánh mình như ngựa cái của xe Pharaoh. Pharaoh á, xe của Pharaoh là xe ngựa đó, là thường là ba con ngựa nó kéo tầm mã đó, mà thường là ngựa đực thôi hả, chứ ngựa cái không có kéo. Mà sao không biết chỗ đây ông Salomon ông nói thì sao á, thường là ngựa đực kéo xe, mà ngựa Ai Cập là nó nổi tiếng lắm anh xem, nổi tiếng. Con ngựa mà để được tuyển chọn vô cái ngựa kéo xe cho Pharaoh là thứ nhất là ngựa nó phải đẹp, thứ hai ngựa nó phải khỏe. Cái tiêu chuẩn cuối cùng này nè, quan trọng nhất là con ngựa đó là phải con ngựa có kỷ luật. Bởi vì sao? Pharaoh là vua mà, cho nên là ông là đối tượng của mọi cái sự tấn công. Khi mà vua ra trận á, thì mọi cái mũi giáo của kẻ thù hay mũi tên của kẻ thù là đều nhắm vào đâu? Nhắm vào cái ông vua là chính. Cho nên con ngựa nó đang chạy với cái tốc độ là thiệt nhanh, nhưng mà chỉ cần mà kéo cái thắng đó, cái người sáng, tức là cái người đánh xe ngựa đó, mà họ kéo thắng là nó có thể dựng đứng như này để nó tránh cái mũi tên. Nó đang chạy tốc độ nhanh, nó thắng một cái là nó dựng đứng cái người xe. Chỉ có con ngựa mà được rèn luyện á, nó mới có thể đạt được những cái thao tác đó. Nếu tôi và anh chị em ý thức được mình là một vận động viên, thì cái khổ nhất là gì? Là tập luyện. Vợ chồng chúng tôi thì gần như sáng nào cũng đi bao trừ thứ bảy chủ nhật. Và ở trong cái hồ bơi á, của chúng tôi đó, thì tôi cũng bơi thường chứ không có nhiều.
phần lớn là cái người mà ở cái độ tuổi tôi lên thì người ta bơi nhiều. Tôi thì bơi cỡ buổi sáng tôi bơi khoảng 800.000 mét, mà tôi thấy mấy ông lớn tuổi hơn cũng bơi quá chừng qua bơi. Nhưng mà tôi thấy cái những cái vận động viên mà bơi lội á, bởi vì cái hồ chúng tôi bơi là cái hồ quốc gia mà, các em ngày nào nó cũng tập luyện. Mà một năm chỉ có vài ba cái cuộc thi chứ không phải là ngày nào nó cũng thi. Nhưng mà ngày nào tụi nó cũng tập luyện. Không có chuyện là không tập luyện, ngày nào cũng tập luyện. Tại sao? Bởi vì cái mục tiêu của, hay là cái mục đích, cái đời sống của những em này là gì? Là giành thành tựu. Nhiều khi anh chị em là cái người mà hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, mình biết là mình có cái ơn hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, nhưng mà anh chị em, bao nhiêu người trong anh chị em ngày nào cũng tập luyện. Cái mà dễ nhất là cái tập luyện á, đúng không? Là đánh đàn á, luyện giọng á. Đừng nói tới cái chuyện khác, đừng nói tới cái chuyện là thay cầu nguyện chữa bệnh hay là đủ quỷ. Nói nội cái chuyện tập hát đánh đàn á thôi. Ở đây tôi thấy các bạn trẻ có cái điều kiện để tập luyện. Nhưng mà nhiều anh chị em ở nhà riêng, anh chị em có luyện không? Anh chị em có tập tành không? Anh em có rèn tập không? Rồi giảng, tuần nào anh em cũng soạn bài giảng, hay là khi nào mà ông mục sư cũng phân công là anh em mới soạn? Anh em, ở ngoài đời người ta nói cái câu là văn ôn võ luyện, đúng không? Ôi, rồi mình nói, ôi tại sao hậu thắng thì chẳng ngày không, ông mục sư không chào tôi, ông đầy tôi quá, mục sư. Mục sư chứ còn mục sư của em, ông đầy lắm, không cho cơ hội đi vậy. Mình đã có sẵn sàng gì đâu vậy? Mình có chuẩn bị gì đâu? Ôi ước gì mà tuần nào anh em cũng phải chuẩn bị một bài giảng thôi. Nếu mà anh em ở trong cái tư thế sẵn sàng, tuần nào anh em cũng có bài giảng, cửa sẽ mở cho anh chị em. Một khi mà Chúa đã mở rồi, xin lỗi, 10 ông bảo cũng không cản được. Amen. Vì sao? Chúa của chúng ta là đấng cầm chìa khóa của David ở trong tay. Chúa mở là không ai có thể đóng được. Mà Chúa đã đóng rồi thôi. Hiểu không? Nhiều khi tôi và anh chị em không có sẵn sàng. Nhiều khi mình cứ cầu, Chúa ơi, xin Chúa dùng con, một diễn giả đầy ơn. Thay ơn chứ đầy ơn. Cái đầy ơn là tuần nào mình cũng phải soạn bài giảng, không cần phải phân công. Là một cái người lính sẵn sàng như vậy đó. Cái người lính chờ có khi nào mà kẻ thù nó xuất hiện rồi mới bắt đầu là mở súng rồi lên thì lại. Có đâu. Sẵn sàng lúc nào cũng có thể nhả đạn chứ. Amen. Nhiều khi tôi nói thật với anh chị em, nhiều khi tôi và anh chị em mâu thuẫn quá. Mình xin dạy nhưng mà mình không có muốn dạy. Ai dạy mục sư, ai nói mục sư nói quá. Không ai dạy đâu, em mà không có bao giờ dạy luôn á. Em xin vậy là em muốn vậy, muốn vậy mà không có sẵn sàng. Muốn vậy mà nó, ủa mục sư, cái cầu đó nó ở chỗ nào mục sư? Sao cái trong quyển kinh thánh này mà không thấy cái cầu đó? Có đọc đâu mà thấy. Không có đọc. Đọc là đọc cho người ta, không hài chứ không có đọc cho mình. Chừng nào mà mình thấy lên cái lịch mà có phân công mình giảng nha, mình mới bắt đầu đọc kinh thánh, đọc kim gì cho người ta. Chứ mình đâu có lũi, mình đâu có xỉu, mình không có sữa mà làm sao cho con bú. Nhiều khi mình cầu nguyện với Chúa là xin Chúa cho con khỏe đủ thứ. Chúa nói, ta nói thiệt con ha, tôi chờ ông lâu rồi, nhiều năm rồi. Nhưng mà ông cứ, cho nên suốt ngày cầu nguyện, ta nói kiêng ăn các thứ mà không sẵn sàng làm. Anh em có biết rằng là Chúa thiếu người không? Chúa nói gì? Mùa gặt sao anh chị em? À? Mùa gặt có thiếu không? À? Đây này, tôi hỏi lại, mùa gặt có thiếu không? Thiếu không? Chứ thiếu gì? Vậy là nhiều lúa rụng lắm á. Giờ mình suốt ngày mình nói, Chúa ơi, xin Chúa
dấy lên những con gặt cho Chúa. Đúng rồi, thì Chúa biểu mình cầu xin. Nhưng mà tại sao mình không làm một con gặt đó? Hả? Tại sao mình nói mời ông giảng? Nó không, sao không báo sân? Không, dù ai đâu không được. Tôi và anh chị em, tôi nhớ cái lần đầu tiên anh chị em biết, lúc đó tôi đến một cái hội thánh, tức là cái quê của ông tổng thống Ukraine bây giờ đó, Krivorok. Tôi đến hội thánh, cái họ thấy tôi là người nước ngoài, có họ lại họ hỏi, anh có phải người hầu Chúa không? Hồi đó mới cứng biết gì đâu, nhưng mà bởi vì tôi ở trong cái ban cầu nguyện cho nên tôi nói yes, đó là tiếng Nga là đa đó. Mà còn 5 phút nữa là tới cái giờ giảng á. Cái ông mục sư nói, anh đã được xích dầu chưa? Tức là đặt tay cầu nguyện xích dầu chưa? Anh cho em biết là trong tiếng Nga cái từ mà đặt tay thì đối với họ là đã được thụ phong mục sư chưa? Nhưng tôi nghĩ là cái đặt tay cầu nguyện thì lúc nào sụt chết, cái lúc cho hậu thánh thì người ta đặt tay hoài chứ gì. Tôi rồi yes rồi. Nếu ông đã là người đã được đặt tay sức giàu rồi, ý là theo họ là ông là mục sư rồi, thì lúc nào ông cũng có thể giảng được, cho nên bây giờ ông phải giảng thôi. Cha mẹ ơi, mình là người nước ngoài mà đối với họ là cái ông này là mục sư, nhưng mà tôi có mục sư gì đâu. Nhưng mà bởi vì nói vậy thì tôi yes mà, tức là tôi nói là đúng, đã được đặt tay cầu nguyện chưa? Tôi nói rồi, thì rồi thì lấy thôi. Mà phải ghi trong tiếng Việt đâu. Nói giảng bằng tiếng Nga. Mà tôi đã biết Kinh Thánh mấy đâu. Anh chị em biết, tôi lên tôi dở Matthew 28 với Đại Mạng Lệnh. Hôm đó là mùa đông tuyết trắng hết. Mà tôi giảng xong 10-15 phút thì người tôi ướt dành dẹp luôn. Tôi giảng mà tôi không biết tôi giảng cái gì. Vậy mà cái bà mà ở trong cái nhà mà tôi đến ở đó, tức là mẹ tinh thần của mục sư Trần Mạnh Hùng ở bên Đức bây giờ đó, xuống bà nói, tuyệt vời, đúng là cái sự sức giàu của Chúa đó. Tôi đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ mà không biết là bà có hiểu tôi nói cái gì không. Mà anh em biết là sau đó thì ông chồng của bà nó là một cái chấp sự trong hội thánh, thì ông mới nói với tôi như này, con à, con phải luôn ở trong tư thế là sẵn sàng luôn có những cái bài giảng, ít nhất là phải có đôi ba bài giảng, luôn ở trong cái tình trạng sẵn sàng để giảng. Tôi nhớ mãi điều đó. Tôi nhớ mãi cái kỷ niệm đó. Sẽ có những lúc mà Chúa dùng anh chị em một cách không báo trước. Lúc đó mới là lúc anh chị em mới nhận biết là mình đã sẵn sàng chưa. Chúa chờ từng người một trong anh chị em để vinh quang của Chúa có thể tỏ bày ra. Đừng có đợi đến lúc mà mục sư của anh chị em, lãnh đạo của anh chị em phân công lên lịch, anh chị em mới bắt đầu soạn bài giảng. Mà hãy kết ước với Chúa, hãy cậy ơn của Chúa, mỗi tuần soạn một bài. Anh em làm đi, anh em sẽ thấy cái cánh cửa nó mở rộng ra. Phải có bắt đầu bằng cái việc kỷ luật chính mình như vậy đó, thì sẽ có một ngày anh em sẽ đứng trên những cái sân vận động lớn giảng cho hàng ngàn người. Bây giờ anh em không trung tín, anh em chưa không sẵn sàng để cho Chúa sử dụng, thì đừng có mong là Chúa sẽ làm thành. Chúa chờ anh chị em chứ không phải anh chị em chờ Chúa đâu. Anh em có cầu xin Chúa mấy, Chúa đại dụng cỡ nào, Chúa nói chờ lâu lắm rồi, chờ lâu lắm rồi, vô đi thôi ta na 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 na, vậy theo kiểu đó đó. Cái
đừng đừng nói không được. Ủa chứ chú nhầm hay gì không được? Hãy anh chị em nhớ nè, khi mà chú bảo là hãy đi khắp thế gian giảng hay gì, giảng tin lành cho mọi người đúng không? Mình cứ nghĩ là chú biểu vậy là đi làm chứng nè. Ủa sao chú nói một, chú nói rõ ràng là giảng mà giờ anh chị em biết cái tiếng nào, ngôn ngữ nào thì cái chữ đó cũng là giảng hết trơn á, chứ không có nói làm chứng. Ủa tại sao mình cứ sửa là mình giảm nhẹ cái mức độ của chữ chữ đó là sao? Chú anh nói giảng mà mình nói mình giảm xuống còn đi làm chứng thôi là sao? Chú có bao giờ sai anh chị em làm một cái việc gì đó mà anh chị em làm mà nó vượt quá khả năng của anh chị em rồi sau đó chú quy vô cái tội là không vâng lời không? Hả? Yes or no? Có hay không? Chúa là Chúa mà sai bảo tôi và anh em làm việc gì là mình có khả năng làm chuyện đó. Tất nhiên là không phải cái khả năng tự nhiên của mình đâu, mà bà là Chúa đã chuẩn bị mọi cái điều cần thiết để mình vâng lời rồi. Vậy mà sao cứ nói mình giảng không được là sao? Hả? Tại chú mới nói vậy mà mình cũng có cái lần đó. Đèn, ta nói người ta xung đèn xung đỏ xung quanh. Cái Chúa cảm nhận có một cái luồng quyền năng ra khỏi Chúa. Chúa quay lại Chúa hỏi các môn đồ, ủa ai mới rờ nhầm ta vậy? Tôi nghĩ ông phải rờ chứ mày, cái ông đó hay mau miệng lắm. Ông này thầy nghĩ sao? Người ta xung đèn từ nãy giờ tụi con rồi, bao vòng trong ngoài chứ không ép mấy thầy trò mình xẹp luôn chứ. Chúa nói mà ông không có tin. Ấy thà nói tụi con cũng không biết bị đông quá, thà nói vậy đi không ai sợ đến thầy. Chúa nói là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cơ mà, Chúa nói rất rõ ràng, không phải gì giảng ở Cà Mau thôi, đi khắp thế gian thì là nước ngoài luôn chắc cú lắm không, ít nhất cũng phải Campuchia à. Vậy mà mình không tin. Nên mình nói gì? Giảng thì phải một sư bảo, bà tám, bà tư. Ủa, thì đó đó, kiểu cái ông này đó. Ai sợ đến thầy? Nhiều khi chúng ta không nghĩ đó là vô tính đúng không? Vô tính. Vô tính. Mà vô tính là sao? Là không tin đó. Mình không nghĩ mình là cái thằng thằng không tin đâu hen. Mà thường thường mấy cái ông mà vô tính á, chú khen hay gì? Hả? Chê đâu chê, chú quở. Hở kẻ ít đức tin kia. Chứ ở đó mà chê. À. Ủa nhiều khi mình nghĩ ủa một sư sao ông nói mạnh quá chứ, cậu đến nổi tụt tôi đâu đến nổi dữ vậy, mình đâu có tin. Những cái nó rất là đơn sơ, Chúa sẽ đãi anh chị em theo những gì anh em tin. Quỷ nó nói anh chị em không có khả năng giảm, người khác có thể nói anh chị em không có khả năng, thế tại sao trời nói mà không chịu tin? Lên trên mạng ha, gặp cái thứ ất ơ gì đâu nó nói gì. Nó nói đậu xanh mà xanh lòng, nói ngày uống nhai ba viên bốn hộp gì đó là nó sẽ lành cái bệnh này bệnh kia. Vậy cái gì nhai ta nói răng rồi. Vậy mà tin được ha. À thậm chí có khi nuốt cái đun thằng lằn luôn cũng nuốt nữa. Vậy nó mà Chúa nói không. Chú nói không, không sao vậy, không hiểu. Ủa chứ mấy cái kia có hiểu không? Cho nên nhiều khi á, tôi và anh em đâu có tôn trọng Chúa đâu. Con người nói, mình nghe răm rắp, thậm chí là tốn không biết bao nhiêu tiền bạc mình cũng nghe. Trong khi Chúa nói, mà Chúa thành tín, Chúa nói đâu là có đó, mình không tin, mình không làm thế. Cho nên chiều hôm nay đó, tôi muốn khích lệ anh chị em hãy trở lại đơn sơ với lời Chúa. Chúa nói vậy, anh em
Tôi nói với anh chị, tôi cả cái cuộc đời này tôi đã đi theo Chúa hơn 30 năm trọn thời giờ làm công việc Chúa đó. Tôi nói với anh em này, Chúa không có cái chỗ nào mà Chúa nói mà Chúa không làm. Tôi hầu việc Chúa được là anh chị em hầu việc Chúa hết. Một cái đứa trẻ mồ côi như tôi, từ lúc nhỏ sắp nhờ thiên hạ, ngang ngược đủ điều mà Chúa có thể dùng được, là Chúa có thể dùng tất cả anh chị. Chỉ có điều là anh chị em phải chịu rèn tập. Chúa ban cái ơn đó cho chúng ta rồi, nhưng mà giống như là mình giống như là cái viên ngọc mà còn thô. Tôi và anh chị em phải rèn tập, anh chị em phải soạn, anh chị em phải sửa, cắt gọt. Ban đầu nó chưa ra gì, nhưng về lâu dài thì anh chị em ơi, về lâu dài thì anh chị em sẽ trở nên chỉnh chu hơn. Ban đầu có thể là nó còn thô ráp lắm, bài giảng của anh chị em nó không có gì hết, nhưng mà ít nữa là nó có sự sống. Nhưng mà dần dần mỗi ngày nó gãy gọn hơn. Ai dám mạnh dạn gỡ tôi sửa cho? Không, tôi sửa thiệt, tôi sửa bài cho. Thì thường thường đó, ngày thứ hai đó, tôi nhận cũng khá khá những cái bài giảng của các anh chị em hầu việc Chúa khắp nơi họ gửi về. Đó là những người mà họ rất là khiêm nhường, họ soạn bài giảng, họ nhờ tôi sửa. Và những cái người đó thì tôi nghĩ là khoảng chừng tầm ai mà gọi là lì lợm nhất thì cả chừng 6 tháng thôi. Còn bình thường thì cả chừng 3 tháng là những anh chị em đó họ bắt đầu họ những cái bài giảng của họ là không cần phải sửa gọt nhiều rồi. Chúa cho anh chị em nhớ rằng mình là một vận động viên. Và trong cái đường đua mà Chúa chọn để tôi và anh chị em đua đó, là Chúa kỳ vọng nơi chúng ta giành được giải thưởng. Ngựa mà ngựa để là kéo xe của vua đó, phải có kỷ luật, phải có kỷ luật. Tôi nhớ cái ngày mà chúng tôi với một cái em đó bây giờ về với Chúa rồi, thì chúng tôi đi học trường Kinh Thánh ở bên Nga đó, học ban đêm mà tuyết nó rơi, ta nói ngập hết. Rồi có những cái lần mà gọi là World Cup, tức là bóng đá mà cái giải quốc tế thế giới, mà mình phải lên đường đi học trường Kinh Thánh, tức là vẫn tới giờ hao mà phải vô học chứ không có đá banh đá bóng gì. Nhiều khi nó cũng do một cái sự tranh chiến của tuổi trẻ, nhưng mà tôi chọn để đi theo cái con đường mà Chúa chọn cho mình. Ở đây lời của Chúa ở trong Hebrew chương 12 đó anh xem, cái câu Kinh Thánh 16 17 tôi nghĩ là một số anh em biết. Hãy coi chừng chớ trong anh em, cho trong anh em có chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Esau chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Có những cái việc rất là đơn sơ, những cái công việc có thể anh chị em biết nhưng mà anh chị em không có tinh thông. Tôi nhận thấy điều này là trong cái các bạn trẻ đó, khi mà huấn luyện cho họ về cái chuyện đánh đàn đó, tức là chơi nhạc cụ đó, thì một khi mà đã đạt được một cái mức độ nào đó rồi, tức là họ có thể hướng dẫn cái chương trình, họ có thể, thì có cái xu hướng là không có muốn học lên nữa. Cái là cảm thấy gì? Đủ á. Rồi tới mức đó thôi, không lên hơn được nữa. Các bạn thân ái này hãy cẩn thận điều đó. Các con bây giờ là chơi cũng khá rồi đó, nhưng mà cái việc học là nó mênh mông lắm. Nó mênh mông lắm. Nó chỉ dừng đó, nó chưa là gì hết. Một khi mà lòng các con nghĩ là đủ rồi, không cần phải học thêm cái gì nữa, thì lúc đó bắt đầu các con bắt đầu tuột dốc rồi đó. Các vị mục sư, các vị truyền đạo, những người đang giảng dạy lời Chúa hàng tuần, có thể quý vị đang giảng dạy hàng tuần rồi đó, nhưng mà nếu quý vị không còn có cái
suy nghĩ là học thêm nữa trong cái chuyện giảng. Quý vị bắt đầu tụt dốc rồi đó. Cái đào thải trong Chúa nó khốc liệt lắm, nhưng mà có điều là không thấy thôi. Tôi là cái người chuyên dạy về tuyên đạo pháp, tức là dạy để giảng đấy. Và tôi biết nhiều đầy tớ Chúa cũng là cái chuyên dạy về tuyên đạo pháp. Nhưng mà khi chúng tôi học lên cái chương trình cao hơn đó, thạc sĩ hay là trên nữa đó, học vào cái môn đó, rớt hay ráo. Tức là mấy ông thầy mà dạy cái môn đó ở các cái hệ phái của mấy ông á, vô nó học cái môn đó, rớt hết. Anh em hiểu không? Cho nên nó, cái bể học nó mênh mông lắm. Đừng bao giờ nghĩ cái sở học của mình tới đó là mình đủ vậy. Mình nghĩ là mình không có còn gì. Ê sau là cái kiểu này đây. Cái gì đâu. Đâu ai sắp chết thì chưa thấy gì nữa. Ở đó mà trứng nơm, không trứng nơm. Ông đó, anh đâu có thấy gì đâu. Bị loại rồi mà có thấy gì không? Không thấy. Ở trong Chúa cũng vậy. Nhiều người bị loại mà vẫn cứ nhơn nhơn, tưởng mình là còn ngon lành. Bị loại mất rồi. Ê, sau lơ đó, anh sẽ biết vua sau lơ đó bị Chúa loại đúng không? Nhưng mà vẫn còn một cái đoạn dài đằng sau, ổng vẫn còn là vua, vẫn còn đi đánh giặc ra các thứ, chạy theo cái trớn thôi. Nhiều người trong chúng ta hãy cẩn thận. Nhiều khi anh em vẫn còn đang làm công việc Chúa này, thấy cái bộ ngon lành vậy đó, nhưng mà thật ra là chỉ còn cái trớn thôi, tức là chạy theo quán tính á, chứ còn động cơ máy nổ rồi banh hết rồi, không có còn chạy theo cái trớn đó, nó chạy một khúc nữa rồi dừng bây giờ đó. Xin Chúa cho mỗi một người trong anh chị em nhận ra được cái chuyện đó. Nếu không là không có thay đổi được đâu. Cái sự mà loại bỏ trong Chúa nó khốc liệt lắm. Cho nên tôi muốn nói với anh chị em, đặc biệt là các bạn trẻ đó, các bạn mà đang đứng trong chức vụ, cái bể học nó mênh mông, học mãi. Mỗi một ngày tôi đọc đủ thứ kinh thư các thể loại, chứ tôi không có đọc một cái thứ ít. Có những cái luật bài, thí dụ như tôi là tôi chuyên dạy về thần học hệ thống đó, tức là tất cả các cái giáo lý của Cơ Đốc giáo là đó là cái chuyên của tôi. Nhưng mà những gì tôi biết là nó còn khá là giới hạn. Tôi phải nghe, tôi phải đọc, tôi phải học. Thì cái việc mà anh em đi cầu nguyện, đi hướng dẫn người ta tiếp nhận Chúa, tức là đi chứng đạo, cái việc anh em cầu nguyện giải cứu, cái việc anh em cầu nguyện chữa lành, anh em có nâng cấp không? Anh em có nghiên cứu sâu thêm không? Hay là chừng đó dạy biết vậy rồi đủ rồi? Nếu mà anh em nghĩ rằng là những gì anh em biết là đủ rồi thì đó chừng đó vậy thôi ha, không có gì khác hơn. Ví dụ hồi xưa giờ anh em cầu nguyện được mấy người ở cái mức độ đó thì nó chỉ mức độ đó rồi, nhưng mà nó đâu còn giữ được nguyên, nó thụt lùi không ha. Ngẫm xem anh em ngẫm xem sẽ thấy được cái tình trạng đó trong cái đời sống của mình. Lý do mình đâu có rèn tập gì đâu, có nhiều đem ra xài chừng đó thì nó chỉ thụt lùi chứ nó không có lên nữa, nó không có mức độ bứt phá hơn nữa. Muốn bứt phá hơn nữa là anh xem phải dầm thấm, phải để cho cái đức tin của mình, lời Chúa nó hiểu sâu nhiều hơn, giải cứu những cái phức tạp hơn. Nhưng mà như một khi mình đã làm vậy là cái mình bằng lòng rồi, mình nghĩ vậy là kịch trần rồi đó, không có gì khác hết. Bởi vậy cho nên mình đâu có phá kỷ lục được, mình đâu có những có bước đột phá ở trong chức vụ được, cứ bình bình vậy cái rồi tục lùi. Hỏi sao dạo đó anh này, dạo này anh đó sao rồi? Thường thường vậy đó, cũng bình bình vậy đó mục sư. Bình bình mà trong thuộc linh có nghĩa là đi tụt dốc rồi đó. Bình bình là lên phình luôn á. Bình bình. Cho nên nhiều khi tôi và anh chị em không có nhận ra được này. Anh em ơi, cái chúng ta đang ở trong một cái đường đua. Mà nếu mà anh chị em muốn mà là một cái người đua mà có giải thưởng đó, là rèn tập mỗi ngày. Nếu anh em là vận động viên mà chạy bộ thôi, là phải chạy mỗi ngày, dù có thi hay không thi gì phải luyện. Chứ là không có chuyện đó. Ngay cả những con ngựa đó mà nó đua đó, ngày nào người ta cũng phải dắt nó đi chạy được á. Nó không đua cũng phải dắt, nó cứ tập luyện. Những ai mà tập gym á,
thì sẽ biết được này. Ai tập tạ đi cho nó dễ. Anh chị em nào mà tập tạ là phải tập ngày nào cũng tập, chứ còn không là nó xẹp. Thì trong đời thuộc linh y chang vậy. Trong đời thuộc linh y chang vậy. Thử coi anh em bỏ nhóm chừng 3 tuần coi. Anh em không đi nhóm 3 tuần coi. Là anh em ngay lập tức mình hành xử giống như người thế gian mau lắm. 3 tuần anh em không đi nhóm. Là những cái gì mà người đời họ thích á, anh chị em cũng bắt đầu thích. Chứ tôi và anh em chưa có đủ mà là đủ cái độ mà gọi là cứng đến cái độ mà không thể thay đổi đâu. Chúng ta dễ thay đổi lắm. Các ngày nào mà tôi và anh em còn rèn tập, ngày đó chúng ta thấy còn mình còn cứng vững. Nhưng ngày nào chúng ta buông bỏ thì cái thân thể này về phương diện, tức là nói về cái hình thể giống như thuộc linh, nó sẽ trở lại. Nó sẽ từ cái chỗ mà đang luyện tập ha, đang ngon lành, sáu múi. Bỏ tập chừng tuần, hai tuần cái sao? Còn có múi một. Ăn vậy đó. Mà khi đó thì đâu có ai hay dùng gì. Lúc đó là thi cử gì nữa. Lúc đó chạy gì nữa. Chạy đây là cổng là thở như là cây là mà trâu kéo cài chứ ở đó mà đua tranh gì được. Cho nên anh em xem sẽ thấy là chỉ còn một thời gian mà anh em không có gắn kết với hội thánh, không có tham gia các sinh hoạt hội thánh, cái lời cầu nguyện của anh em biết liền, khác liền. Không có còn ngọt ngào, không có còn tuôn đổ. Thiên Chúa làm ơn cho anh chị em được. Khi chạy theo cái cuộc đua đã được chỉ định thì mọi điều chúng ta cần là sẽ có trong cái đường đua đó. Chúng ta cần có quyền năng, chúng ta cần có sự khích lệ, chúng ta cần có sự sức lực này kia là đủ hết rồi. Nhưng mà tôi và anh chị em phải duy trì kỷ luật. Cái điều cuối cùng mà chúng ta học đây, tức là cái nỗi khổ cuối cùng mà chúng ta học là cái nỗi khổ của người nông dân. Người nông dân sẽ làm gì? Chờ mùa gặt. Cái khổ của là đợi chờ. Nhiều người nói gì? Đợi chờ là hạnh phúc. Đó là mấy đứa đang yêu nhau. Mấy đứa đang yêu nhau kìa thì mấy đợi chờ là hạnh phúc. Người nông dân chờ mùa gặt như nào anh chị em? Có phải là chờ mùa gặt là nó ra nó làm cái chòi ở cái góc ruộng rồi nó ngồi nó chờ cho đến khi lúa chín đâu? Đâu có. Người nông dân chờ mùa gặt là bằng cách làm việc khó nhọc. Hãy thực tế nha anh chị em, người nông dân chờ đợi mùa gặt là bằng cách khó nhọc làm việc, tức là cày đất gieo hạt chăm sóc cho đến ngày thu hoạch. Nói cách khác là người nông dân chờ mùa gặt bằng cách là tạo ra mùa gặt. Không mùa gặt nó không có tự động nó xảy ra. Tôi và anh chị em phải tạo ra bằng cách nào? Có gieo mới có gặt. Họ không gieo lấy gì gặt. Anh chị em không có thể ra bờ ruộng rồi nó trồng dành chú sụp rít công bố được cái đâm ruộng này nè, cái mùa này rồi tôi được mấy chục giả. Ông công bố mấy cũng được hết. Nhưng mà ông phải làm đất rồi ông gieo xuống, ông xạ xuống, ông cấy xuống. Chứ ông mà ông không làm mấy cái trò đó rồi, ông ở đây này ông công bố mỏi lưỡi luôn. Rồi đấy mùa gặt có gì không? Sao không? Có cỏ chứ sao không? Nhiều người trong chúng ta cứ công bố kiểu đó. Công bố mà không hành động. Công bố mà không gieo hạt giống lành. Chỉ lấy gì đâu ra. Cứ vậy. Cảm ơn Chúa. Ông Mục Sư Ba không có dạy. Ngài đã ban cho con cái đôi bàn tay có dấu lạ. Hễ con nhân danh Giê-xu Christ đặt tay cho người bệnh sẽ được lành. Cảm ơn Chúa vì đôi bàn tay của con là đôi bàn tay có dấu lạ, đã được sức giàu, sự chữa lành, vân vân và vân vân. Nhưng mà con nhỏ nó ho, không dám đặt tay mà ở đó mình. Chúng ta xem Mác chương 4 câu 26 câu 29. Nước Đức Chúa Trời cũng giống như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thế nào. Vì đất tự sanh ra hoa lợi, ban đầu là cây, kế đến bông, rồi đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Phải gieo anh chị em.
Trước khi gieo là làm gì? Cày xới là cái bước đầu tiên để chuẩn bị đất. Cày xới là làm cho đất nó vỡ ra, nó mềm đi để giữ nước và tạo cái điều kiện cho hạt giống nảy mầm. Thì trong cái giai đoạn cày xới này là đá này, gai gốc, rễ cây, rác rưởi là mình được gom lại, mình được dọn đi trước khi mình gieo. Một cái tấm lòng được cày xới là một cái tấm lòng tan vỡ, một cái tấm lòng khiêm nhường, ăn năn, chứ không phải là một cái tấm lòng bị thương tổn. Những cái rễ đắng như là như những cái tảng đá kiêu ngạo đó, như những cái tảng đá dại dột ở trong lòng của tôi và anh em phải được cày xới tung lên. Có những cái lĩnh vực nào ở trong đời sống của anh chị em chưa thật sự được cày xới? Nhiều khi mình nghe nhưng mà dường như cái lời đó nó không có nhập vô mình. Thì anh em ơi, có thể là trong cái lĩnh vực đó, trong cái tấm lòng của anh em, nó có cái sự chai cứng, nó có sự thương tổn. Nghe. Ngày xưa đó anh chị em, ngày xưa cái hồi đó cái đầu đĩa CD đó, cái người ta bỏ cái đĩa vô và để chiếu hình rồi lên, thì nó có một cái con mắt, mình gọi là mắt đọc đó, thì phải cái mắt nó mới đọc được. Nhưng mà có cái trường hợp là mắt nó không đọc được, tức là bỏ cái đầu đĩa vô mà nó không lên hình được. Thứ nhất là cái đầu đĩa nó, cái đầu đọc nó bị bụi, tức là cái chỗ con mắt nó bị bụi, bụi rồi là không có đọc được cái đĩa, bỏ đĩa vô là nó không chiếu lên. Thứ hai là nếu mà con mắt nó bị trầy xước, bụi là cái hình ảnh là tội lỗi, không có nghe được tiếng phán của Chúa. Thứ hai, trầy xước bị thương tổn, cái người mà họ bị thương tổn, mình nói gì họ cũng không nghe đâu. Cho đến khi mà họ vâng lời Chúa, họ tha thứ thôi. Chứ không tha rồi là nó chai. Cho nên có thể có những cái lần mà anh chị em nghe giảng mà giống như nghe lỗ này qua đây, nghe đây qua đây, không có lưu lại gì trong mình ấy, không có thay đổi, thì có thể là có một cái mảnh đất nào đó, có một cái lĩnh vực ở trong đời sống anh chị em thật sự chưa có được cày xới. Nó có thể có đá sỏi, nó có thể có gai gốc ở trong đó mà cần phải được dọn dẹp. Muốn mà có mùa gặt á, thì người nông dân đầu tiên phải cày xới. Tôi và anh em có thể cày xới bằng cái sự cầu nguyện. Nếu liên quan tới cái chuyện là làm chứng về Chúa cho người khác. Rồi gì nữa, cái lĩnh vực tiếp theo là mình mới, lúc đó mình mới bắt đầu là gieo hạt giống. Nếu có muốn có một cái vụ mùa trong hôn nhân, trong gia đình, ở trong nghề nghiệp, ở trong tánh tình của mình, thì chúng ta phải gieo đúng cái loại giống, là cái loại mà nó sẽ cho kết quả mà mình mong muốn. Ở trong sáng thế ký chương 26 đó, có một cái ví dụ là Isaac khi đối diện với cơn đói kém. Thưa anh chị em là tất cả những người thánh của Chúa, những người mà bắt đầu quyết định đi theo ý muốn Chúa, thì Abraham lần đầu tiên ở trong đời của ông gặp phải trận đói. Tới Isaac vâng lời Chúa, gặp trận đói tiếp theo. Tới ông thứ ba là ông Jacob á, tiếp trận đói nữa. Nhớ là trong đời Abraham đó là trận đói đầu tiên ở trên thế giới. Người của Chúa đó, khi làm theo lời Chúa, vâng lời Chúa, đụng trận đói. Nhưng mà Abraham thì ông đi đâu? Ông chạy xuống Ai Cập. Ông con cũng tính y theo vậy. Nhưng mà Chúa nói no. Ông ở lại trong xứ, ông gieo hạt trong đó, lúc mùa đói kém. Và năm đó ông gặt bội trăm phần. Kinh Thánh cho tôi và anh em biết là lời Chúa là hạt giống. Nhưng mà rồi trong Ma-thi-ơ chương 13 cũng cho mình biết là chính cái đời sống của những người tin Chúa cũng là hạt giống. Tôi và anh chị em cũng chính là cái hạt giống đó. Và có một cái chân lý mà chúng ta cần phải thấy ở đây là tôi và anh em không thể có một cái vụ mùa chỉ qua một đêm được. Cái đó chỉ có trên cine thôi, cái đó chỉ có trên phim ảnh thôi. Chứ trong thực tế là nó cần phải có thời gian từ cái lúc gieo hạt cho đến lúc thu mùa. Cái tình trạng của cái đời sống của tôi và anh chị em hôm nay đó là cái kết quả của cái hạt giống mà chúng ta đã gieo ở trong tháng trước, nhiều tháng về trước, chứ không phải là của hạt giống mà mình mới gieo hôm qua đâu. Những gì mà tôi và anh chị em đang thấy ở trong đời sống của mình, ở trong gia đình của mình, ở trong hội thánh của mình, là những gì mà chúng ta hoặc là những người khác đó, họ đã gieo ở những ngày trước kia, bây giờ mình mới thấy. Chứ không phải là mới gieo hôm qua mà hôm nay gặt đâu. Nhiều khi tôi và anh chị em thích có những cái vụ mùa, nhưng mà mình không có gieo.
Mình thích có những cái vụ mùa tốt, nhưng mà mình gieo hạt giống xấu thì sao? Tự hiểu ha. Nhiều khi tôi và anh chị em có thể làm những việc tốt ở trong hội thánh, nhưng mà ở trong gia đình của mình đó, mình không có gieo những hạt giống tốt. Nếu hạt giống đó là những cái lời nói của anh chị em, thì anh chị em sẽ thấy là ở trong nhà, ở trong hội thánh đó, khi mình bước vào trong nhà thờ, trong hội thánh đó, mình nói khác. Rồi khi mình về nhà đó, mình nói với những người thân mình khác. Hãy tưởng tượng xem đó, nếu lời nói của tôi và anh chị em là những hạt giống, thì anh chị em thấy là anh chị em đã gieo ở trong gia đình của mình, gieo nơi con cái của mình, những người thân của mình, những hạt giống lành hay là những hạt giống ác, những hạt giống tốt hay là những hạt giống xấu. Mà dù là tốt hay xấu, lành hay là dữ gì, hay mà một khi mình đã gieo ra thì sao? Có gieo thì sao? Có gặp. Mình gieo mà mình sẽ gặp. Cho nên cái nỗi khổ của người nông dân á, là cái nỗi khổ của cái việc chờ mùa gặt, tức là chờ mùa gặt khi phải khó nhọc làm lụng, làm đất này, gieo hạt này, rồi đâu có chừng đó đâu. Tôi không biết người miền Tây mình có cái câu này không, chứ mà người Trung gọi là cái công trồng là công bỏ, công làm cỏ mới là công ăn. Tức là cái chăm sóc nó mà cực kỳ. Anh chị em để ý xem trong hội thánh, làm chứng cho một người tin Chúa không khó, đúng không? Không khó. Mà chăm á, tức là để cho họ mà đứng vững được đó, lớn lên đó, cực kỳ khó, dày công mới được. Amen. Nhiều khi tôi và anh chị em muốn gì? Phát mậu. Anh em, tôi đã từng được Chúa dùng ở trong cái vị trí của một giáo sĩ tin Chúa hàng trăm trong một cái nhóm, làm bắp tem 500 trong một lần, 500 người làm bắp tem á, làm bắp tem dưới biển anh xem, một lần 50 người và cứ nắm tay lại, cái rồi tôi đứng trên giữa cầm cái loa tay vậy nè. Tôi khi mà tôi nói là tôi dặn trước rồi, khi tôi nói nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, con làm phép bắp tem cho anh em, là họ tự hợp xuống biển á. Cha ông đi lên 50 khác xuống. Nhưng mà đứng vững là một cái chuyện hoàn toàn khác. Chăm sóc, gây dựng họ để họ học biết lệ thuộc nơi Chúa đó, họ lớn lên trong Chúa, là nó đòi hỏi kỳ công lắm, chứ không phải đơn thuần như chúng ta nghĩ. Nhiều khi mình chỉ thấy cái kết quả của cái người, của một cái chức vụ nào đó thôi, chứ mà mình không có thấy cái sự lao khổ của người ta. Ngày hôm nay đó, nhiều khi người ta chỉ thấy là con của mình lúc nó tốt nghiệp đại học, nó đội nón rồi vô ha, lúc mà nó đi, nó lấy vợ, nó gả chồng, người ta tới mừng với mình mấy cái ngày đó. Chứ họ đâu có tới mấy cái lúc mà mình, con mình nó sốt, nó nóng, nó bệnh lên, bệnh xuống, nó ói lên, ói xuống, nó này kia khác nọ, có ai thấy đâu. Nó nói cái đây là cái nỗi khổ của ông mục sư đó. Cái nỗi khổ phải chăm sóc. Và trong cái quá trình mà chăm sóc đó anh chị em, thì tôi muốn anh chị em nhìn xem một cái câu kinh thánh nữa thôi, chứ chắc không phải nói nhiều để người ta không ưa, không thích. Cái câu kinh thánh thuộc ở trong Văn chương 15 câu 1 đến câu 3. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Ai nói câu này anh chị em? Chúa Giêsu. Bất cứ cành nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời ta đã truyền dạy các con. Nếu anh chị em đã gieo lời Chúa ở trong đời sống mình nhưng mà đã kết quả ít hết, thì đã đến lúc tôi và anh chị em phải kiểm tra ha. Chúa nói gì? Phải trải qua cái quá trình tỉa sửa, mình gọi là làm cỏ đó. Thì có bốn cái loại nhánh anh chị em,
Ở trong một cái cây nó có bốn loại nhánh, nhưng mà tôi muốn anh chị em lướt qua một chút xíu để anh em kiểm tra thôi. Cái nhánh đầu tiên mà cần phải tỉa đó là nhánh khô. Cái nhánh này nó không có sự sống gì hết trơn. Tất nhiên là nó không có cho cái trái nào, nó khô giờ trái gì. Những cái nhánh khô chết này lẽ ra phải được chặt đi từ lâu. Có nhiều cái nhánh khô như vậy trong đời sống của chúng ta mà mình vẫn cứ để hoài, chứ mình tiếc mình không có bẻ hay sao. Có lẽ anh chị em không có thời gian để suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện để tỉa bỏ những cái nhánh chết ở trong đời sống của mình. Hoặc là có thể anh chị em không sẵn lòng chấp nhận rằng có một số điều ở trong đời sống của anh chị em nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Những cái nhánh khô này là những cái gánh nặng cho anh chị em và làm cho đời sống của anh chị em nặng nề. Hãy mạnh dạn cắt bỏ nó. Hãy ném những cái nhánh chết đi. Hãy tiếp tục bước đi với Chúa. Đó là những cái lĩnh vực mà Đức Chúa Trời sẽ sửa trị đó. Nhiều khi Chúa muốn cắt bỏ một cái điều gì đó trong đời sống của tôi và anh chị em, nhưng mà mình cứ tranh chiến với Chúa, mình giữ lại hoài, mình không muốn bỏ. Có những cái cá tánh, có những cái lối sống, có những cái sở thích mà Chúa muốn mình phải loại bỏ hoàn toàn. Nhiều khi tôi và anh em phải vật lộn với Chúa trong chuyện đó. Tôi và anh em cần phải học vân phục cái sự điều chỉnh của Chúa. Hiện tại đó, khi mà Chúa hành xử như vậy đó, tôi nói với anh chị em có thể không có vui sướng gì đâu. Nhưng mà vì cái lợi ích lâu dài đó, thì những cái thứ mà nó không có cái giá trị gì hết, hãy loại bỏ nó. Một khi mà Chúa đã tra tay rồi, tôi và anh em không thoát được đâu. Một khi mà Chúa đã muốn bỏ cái thứ đó loại khỏi đời sống mình, tranh chiến với Chúa chỉ là kéo dài thêm đau khổ thôi. Nhiều khi ấy, mình thí dụ như là cái này mà mình muốn chặt cái bập cho rồi á, đau không? Đau chứ, mà một phát nhẹ. Còn mình mới cù nhầy cù như là cứ vậy xuống cái bài đó xuống rồi cũng hay cắt thôi. Một khi mà Chúa đã quyết định là dứt cái này, nó chỉ kéo dài thêm đau khổ thôi. Nhiều người tôi thấy phải vật lộn với chuyện này, mà lẽ ra là họ sẽ đã được tự do khỏi. Cái loại nhánh tiếp theo mà anh chị em cần phải tỉa bỏ là cái nhánh mà mọc lú lú một bên. Những cái nhánh này là nó đâm ra từ những cái nhánh già cỗi đó. Dù là những cái nhánh này nó thường mọc hơn, nó thường lớn hơn những cái nhánh khác, nhưng mà nó lại không có trái. Có thể đó là những cái nhánh lớn nhưng mà nó vô dụng. Nó chỉ có hút chất dinh dưỡng rồi nó cái sự sống của cây, nhưng mà nó không có tạo được gì hết. Có những cái thứ ở trong đời sống của tôi và anh chị em nhìn nó có vẻ rất là tốt, nhưng mà nó không có cho kết quả gì. Nó chỉ là mất thời giờ, mất năng lực của anh chị em thôi. Đó không có khác gì là những cái nhánh mà nó vô dụng, nó đâm lên. Nó chỉ hút nhựa sống của những cái phần khác ở trong cây thôi. Nó làm cản trở cái sự phát triển của cây thôi. Cho nên anh chị em hãy mạnh dạn nhìn xem. Có những hoạt động nào đó trong đời sống mình, nó chỉ làm mình rộn thêm. Tức là người ngoài nhìn vô thấy mình lúc nào cũng bận rộn, nhưng mà thật nó không có ích lợi gì. Bỏ. Anh chị em không có thể nào mà cho ra trái được. Nếu mà anh em để cái cây mình, cái đời sống mình nó lùm xùm đủ thứ chuyện, anh em phải biết dứt bỏ những cái thứ nó không cho kết quả. Thí dụ như giờ anh em làm ăn kinh doanh buôn bán đi, anh em có 5 cái cửa hàng mà chỉ có 2 cái cửa hàng nó sinh lời thôi, thì 3 cái ông kia đó, tất nhiên là anh chị em sẽ cầm cự được một thời gian. Bởi vì chờ đợi thì nó có này kia cái nào, anh em điều chỉnh các thứ. Mà cứ mãi mà nó không sinh lời thì anh em sẽ làm gì? Dẹp chứ. Thì chắc chắn là dẹp thôi. Chứ ai đâu mà gánh lỗ hoài cho 3 cái ông đó. Bắt 2 cái thằng kia gánh lỗ hoài cho nước sạc nghiệp luôn á. Đời sống thuộc linh y gian vậy anh chị em. Sẽ có những cái lĩnh vực ở trong đời sống của tôi và anh chị em mà mình thấy là đối với người ngoài có thể người ta ngưỡng mộ, người ta thấy đẹp, nhưng mà nó không có ích lợi gì. Hãy mạnh dạn cậy ơn Chúa loại bỏ. Đây là những cái nhánh mà cần phải cắt bỏ để anh em có kết quả cho Chúa. Nhiều người học lăng xăng học đủ thứ mông hết, nhưng mà mình không có nhìn thật sự là những cái đó nó có thật sự là nó ích lợi cho cái chức vụ mà mình đang phục làm không? Nó có hỗ trợ cho cái sự kêu gọi mà Chúa dành cho mình không? Nếu không, nhớ là những cái nhánh này nó không có xấu, nó không có gì hết, nhưng mà nó không có cho kết quả thôi. Bỏ.
Nếu những cái nhánh đó đó mà anh em không có tỉa bỏ thì nó sẽ hút hết cái sự sống của cây. Nên là có thể làm cho cái, những cái trái mà của cái nhánh khác nó nhỏ đi, nó kém ngọt hơn. Cho nên thế gian và hội thánh đầy dẫy những cái loại người giống như những cái nhánh đó. Cứ nhận nhận nhưng mà nó không có cho, nó không có cho ra. Anh xem cần phải mạnh dạn tỉa sạch những cái nhánh vậy. Nhiều khi mình thấy mình hơi nhẫn tâm á. Nhưng nếu phải mạnh dạn là phải làm. Có những người họ vào trong hội thánh chỉ để được phục vụ, chỉ để được cung phụng. Trái ý họ là chết. Họ làm mình làm mấy, họ đòi hỏi đủ thứ. Tôi nói với anh chị em, quan điểm của tôi rất là rõ ràng. Tôi còn có nhiều người để đầu tư hơn. Tôi không có được kêu gọi để đi cung phụng cho tất thảy mọi cái đòi hỏi của mọi thành viên trong hội thánh. Tôi chỉ được kêu gọi để đầu tư cái cuộc đời ít ỏi của tôi cho một số người trung tín, là những người họ sẽ cầm cái sống cho Chúa. Tất nhiên là mỗi một người khi bước vào nhà Chúa sẽ có một cái thời gian được chăm sóc. Nhưng mà họ phải nhận ra được cái mục đích cuộc đời của họ là trở thành nguồn phước cho người khác. Khó để làm chuyện đó, nhưng mà tôi và anh em phải làm. Và ngay trong đời sống của mình cũng vậy. Có những cái lĩnh vực nó không cho trái, có vẻ lòe thiên hạ được các thứ, nhưng mà anh chị em hãy mạnh dạn nói không, cắt bỏ. Cái những cái nhánh cây đó đó là nó làm cho tôi nhớ đến cái thái độ hâm hẩm, không nóng không lạnh, không chết nhưng mà không kết quả. Nó chỉ gây được ấn tượng cho người khác thôi. Có thể ai đó trong anh chị em thuộc cái dạng này, tức là anh chị em có thể lòe thiên hạ thôi, nhưng mà kỳ thật anh em không có kết quả gì cho người khác, cho Chúa. Và một trong những cái đặc tính của cái loại cây này, cái loại nhánh này, đó là rất thích ánh sáng mặt trời. Thích là sao? Khoe đó. Thích cho nổi. Tôi có kể anh chị em có cái lần mà hồi xưa chúng tôi có cái dàn nhân sự. Mà có cái ông đó, ổng là thích là phải làm cái gì mà đó, tức là ổng mà là cái nhân vật mà giống như là quan trọng đó, chụp hình rồi quay phim rồi mấy cái mà cái gì mà nó là phải của ổng. Sau đó tôi mới nói với mấy anh em đơn giản thôi, bây giờ sắp cho cái anh này là làm bắp tay, chỉ làm bắp tay cho người ta chụp hình luôn, làm bắp tay là phải có chụp hình, mặc đồ lễ cơ mà cái thời xưa làm bắp tay là bị bắt giữ lắm á. Nên bị đối diện với chính quyền thường xuyên. Nhưng mà thích vậy. À anh thích vậy thì mình cho anh vậy. Có những người, tôi muốn anh chị em lưu ý, họ chỉ thích ở bề nổi thôi. Họ chỉ thích đứng ở cái vị trí ở trên này để cho người khác thấy mình. Người ta thấy họ là quan trọng này kia khác nọ. Nhưng mà thật sự họ chẳng có kết quả gì. Đừng là những cái nhánh đó anh chị em. Đừng là những cái nhánh đó. Cái bông lúa chắc á, bao giờ nó cũng cúi xuống. Tức là cái gúi nó ngậm sữa đó. Cái bông mà cái bông lúa nào mà nó ngậm sữa là sao? Còn cái thứ lúa háp hen. Cái bông lúa háp à, nó giống như mấy người Khmer mà tôi mới ở trên kia cứ vậy mà. Lúc cũng vậy không ha. Mà dẹp lép ha. Mắm lép, có gì đâu. Anh chị em thuộc cái loại hay vậy. Cái loại dày là cái loại sẽ bị cắt bỏ. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhận ra được. Cái loại đó nó rất là thích chơi nổi. Nhiều khi mình không có nghĩ mình như vậy đâu ha. Nhưng mà khi tôi nói điều này, anh chị em hãy nhận ra. Và hãy thay đổi. Và cái loại nhánh cuối đó, cái loại nhánh thứ ba đó, còn nhánh thứ tư là nhánh tốt, không nói nữa. Nhánh thứ ba là cái nhánh mà hay gây cản trở. Nhánh này nó không có mọc theo trình tự vậy trơn rồi. Tức là nó không có mọc theo cái hình dáng chung của cây. Nó không có theo hình dáng chung cũng như cái sự phát triển của cây. Tức là nó mọc theo một cái kiểu, ví dụ như mình là tất thải là điều hướng lên thế.
Tự nhiên có ông xỉa ngang vậy. Nhưng mà ngoài mà nói họ gọi là giống như ngang như cua đó. Ý kiểu vậy. Những cái những cái nhánh đó mà không tỉa bỏ thì sao? Nó có thể phá hoại và thậm chí nó còn ngăn cản cái sự lớn lên và sự phát triển của những cái nhánh cây bên cạnh. Nhiều khi tôi và anh chị em không có dám cắt bỏ những cái đó. Mình biết nó cản trở, nhưng mình không đủ mạnh dạn để dứt. Có những cái cá tánh ở trong tôi và anh chị em, nó luôn luôn tìm cách làm ngược lại với cái tự nhiên. Thường thường những cái nhánh nó có khả năng độc lập dữ lắm, nó phát triển độc lập dữ lắm. Nhưng mà xin Chúa cho anh chị em nhận ra được điều này. Sẽ có cái thời gian chúng ta sẽ học kỹ hơn về những cái loại nhánh cần cắt bỏ này. Nhưng mà điều mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em ở đây, tất cả những cái sự cắt tỉa này là Chúa muốn cho tôi và anh em có kết quả nhiều hơn thôi. Chúa sẽ cắt tỉa chúng ta. Đau không anh chị em? Đau ạ. Nhưng đó là cần thiết. Đó là cái nỗi khổ của người nông dân đang khi chờ đợi mùa gặt. Không phải chỉ phải lao nhọc vì gieo, vì cày xới, mà còn khổ vì phải cắt bỏ những cái nhánh không cho quả, không cho trái. Xin Chúa cho anh chị em có thể nhận ra được những gì ở trong đời sống của mình mà mình cần phải chiều theo hay là đầu phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để Chúa có thể làm cho tôi và anh chị em nhận ra được. Tôi muốn kết thúc ở đây trong cái câu số 7 đó. Hãy suy nghĩ điều ta nói, vì Chúa sẽ ban cho con sự hiểu biết trong mọi việc. Khi tôi và anh chị em chấp nhận đồng chịu khổ với cái người lãnh đạo của mình đó, thì chính Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan trong mọi việc của mình. Khi tôi và anh chị em chấp nhận đồng chịu khổ với cái người lãnh đạo của mình, trên hết là lãnh đạo cao nhất là Đấng Christ, và sau nữa là những cái người mà Chúa đặt để bên trên chúng ta, ở trong gia đình, ở trong hội thánh, thì Chúa nói gì? Chúa sẽ ban cho chúng ta cái sự khôn ngoan, thông hiểu trong mọi việc. Như vậy là có ba điều mà Chúa muốn trao phó cho mỗi một chúng ta trong cái giờ phút này. Đó là hãy nhờ sức Chúa mà làm cho mình nên mạnh mẽ. Hãy học biết thành công qua người khác. Và hãy cùng chịu khổ với cái người lãnh đạo của mình qua việc từ bỏ sở thích, qua việc từ bỏ ý riêng, qua việc từ bỏ cái cuộc sống nhàn hạ, để thực sự là một người lính giỏi của Đấng Christ trong thời đại hôm nay. Một cái giai đoạn mới đã mở ra trước mắt chúng ta. Một cái cơ hội mới đang chờ đón mỗi một chúng ta. Bao nhiêu người trong anh chị em có thể nói với Chúa rằng: Thưa Chúa, con sẵn sàng. Chúng ta đồng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta hướng lòng về Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Những gì mà anh chị em đã nghe, những gì mà anh chị em đã nhận, tôi cảm ơn Chúa để rao ra những gì mà Chúa muốn tôi rao ra cho anh chị em trong 2 ngày vừa qua. Tôi đã làm xong công việc Chúa sai tôi làm. Phần còn lại là của anh chị em. Anh chị em nhận lấy lời đó, anh chị em đáp ứng lại như nào, anh chị em cụ thể hóa nó, anh chị em áp dụng nó vào trong thực tiễn đời sống của mình như nào. Hãy nhớ rằng Chúa chọn tôi và anh chị em không phải để thất bại mà là để thành công. Chúa chọn tôi và anh chị em không phải để bỏ cuộc mà là để đi trọn cái con đường mà Chúa đã bày ra sẵn trước mặt chúng ta. Chúa không chọn một ai trong anh chị em để thất bại cả. Chúa không chọn một ai trong anh chị em để bỏ cuộc cả. Mà Chúa chọn anh chị em để hoàn thành cái cuộc đua mà Chúa đã mở ra trước mặt. Và chính Chúa Giê-xu đang đứng ở cuối con đường, cuối cái đường đua để chờ đợi mỗi một chúng ta với tư cách là những người chiến thắng. Hãy thưa với Chúa: Hỡi anh chị em, có thể trong những ngày vừa qua anh chị em phải vật lộn rất nhiều trong cái việc kỷ luật chính mình, ghép mình vào trong cái khuôn khổ, trong cái kỷ luật thuộc linh, trong việc đọc lời Chúa, trong việc cầu nguyện với Chúa, trong việc sống theo những cái mạng lệnh của Chúa, trong việc theo đuổi những cái đòi hỏi của Chúa để làm thành những cái sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của mình. Có thể khi mình đạt đến một mức độ như này rồi, có thể ai đó trong anh em bắt đầu ấm áp cái tư tưởng là mình bắt đầu xả hơi.
mình bắt đầu thả lỏng, mình bắt đầu không còn theo đuổi những cái kỷ cương, những cái đòi hỏi, những ràng buộc nữa. Một mặt thì mình vẫn còn khao khát là Chúa dùng mình, một mặt là mình vẫn còn khao khát là mình được mạnh mẽ ở trong Chúa luôn. Nhưng mà mặt khác, mình không còn nghiêm khắc với chính mình, mình không còn đãi thân thể mình cách nghiêm khắc nữa, mình không còn kỷ luật chính mình nữa. Mà dường như mình nghĩ rằng là mình thì được miễn chấp một vài cái đòi hỏi nào đó từ nơi Chúa. Cái cuộc là chúng ta đang ở trong cái tình trạng thỏa hiệp. Cái cuộc là chúng ta đang ở trong cái tình trạng nguội lạnh. Cái cuộc là chúng ta đang ở trong cái tình trạng hâm hâm. Hỡi anh chị em, không ai biết được điều gì đang thực sự diễn ra trong đời sống cá nhân của mỗi chúng ta. Chỉ có anh chị em mới biết và Chúa biết. Hãy đến trước mặt Chúa giờ này. Hãy thưa với Chúa. Nếu ai đó trong anh chị em cảm thấy nao sờn, mệt mỏi, lời Chúa đến với anh chị em rằng hãy cậy ơn của Chúa mà làm cho mình nên mạnh mẽ. Nếu ai đó trong anh chị em cảm thấy rằng mình bắt đầu sống cái cuộc sống buông thả nhiều hơn, thì hãy nhớ lại lời của Chúa. Hãy cùng chịu khổ với Đấng Christ trong cái tư cách của một người lính, một vận động viên và một người nông dân. Hallelujah. Hallelujah. Tôi muốn anh chị em nắm tay nhau lại trong thời gian này. Xin nắm tay nhau lại. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, Đấng nhìn thấy tấm lòng của từng anh em con, Đấng đã có sự kêu gọi riêng biệt cho mỗi một người trong chúng con trên cái hành trình bước đi theo Chúa và phụng sự Ngài. Ngài thấy những cái hao hụt, Ngài thấy những thiếu kém trong đời sống của mỗi một chúng con như nào. Lạy Chúa, Ngài đã dùng lời Chúa trong hai ngày qua để nhắc nhở chính mình con cũng như những anh em con. Ngài đã soi rọi bởi Thánh Linh của Chúa cho chúng con nhìn thấy được những cái sự thiếu kém này. Xin Chúa đặt để trong lòng của chúng con một cái sự khiêm nhu, hạ mình thật sự. Xin Chúa cho chúng con nhận thấy mình ở trong đó. Xin cho chúng con nhìn thấy được những cái thiếu kém của chúng con, những cái lỗ hổng của chúng con, những cái hao hụt của chúng con, những vô tính của chúng con. Và lấy ơn của Ngài, thưa Chúa, đem chúng con trở lại. Xin ban cho chúng con có cái lòng ăn năn thật, để chúng con có thể hạ mình trước Chúa, trong đợi sự thương xót của Ngài, trong đợi sự giải cứu của Ngài, trong đợi sự can thiệp của Ngài, trong đợi sự đột phá của Ngài, để chúng con không làm hổ thẹn danh của Chúa, để chúng con không làm phụ lòng tin cậy của Chúa. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con, há chẳng phải Ngài chọn chúng con để làm vinh danh Ngài sao? Há Ngài yêu ai thì Ngài sẽ yêu đến cuối cùng sao, thưa Chúa? Con cầu xin Chúa đến và làm thành những lời này của Chúa trên đời sống của chính mình con và hết thảy anh chị em con. Xin Chúa làm cho mục đích của Chúa trên đời sống của chúng con được thành toàn. Vì dù chúng con có bất tín, thưa Chúa, thì Ngài vẫn là thành tín. Dù chúng con có thất bại, nhưng Đức Chúa Trời của chúng con không bao giờ thất bại. Xin Chúa hành động qua mỗi một chúng con để mục đích của Ngài trên đời sống của chúng con được hoàn thiện, đường lối của Ngài trên đời sống của chúng con được hoàn thiện, và mục đích của Chúa qua chúng con chạm đến nhiều người cũng sẽ được hoàn tất. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin chiếu sáng mặt Ngài trên mỗi một chúng con và dùng chúng con để làm sự ngợi khen Chúa trên cả đất. Xin tiếp tục ban phước cho mỗi một anh em con để đường lối của Chúa được biết đến trên đất và sự cứu rỗi của Ngài được tỏ bày giữa các nước. Xin cho chúng con nhìn thấy được những cái lỗ hổng nào khiến cho sự sức dầu của Chúa, khiến cho ơn của Chúa, khiến cho cái quyền năng của Chúa hao hụt trong chúng con, để chúng con cậy ơn của Chúa mà phục hồi trở lại, trang trám trở lại, để chúng con
bước lại những ngày tháng ngày trước đây, những ngày tháng mà Chúa hành động qua chúng con một cách đầy quyền năng, mạnh mẽ, nóng cháy, để rồi nhiều người sẽ được cứu qua đời sống của chúng con, nhiều người sẽ được dứt dây, nhiều người sẽ được gây dựng, nhiều người sẽ đi dấn thân phụng vụ Chúa qua đời sống của mỗi một chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con trình dâng mỗi một chúng con cho ân sủng và sự thương xót của Cha. Chúng con biết ơn Cha thật là nhiều và đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa.